Lời đầu tiên cho phép Nguyễn Hương được gửi tới quý vị cũng như toàn thể Hội Hương lời chào kính trọng nhất. Và món quà âm nhạc đầu tiên mà Nguyễn Hương muốn gửi tới quý vị, một sáng tác nhất nhẹ nhàng được mang tên Sợi Nhớ, Sợi Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.